Okay, ya me voy. Ya me voy. I'm napkin Reagan. Thank you. Tô bún tôm thịt nướng khổng lồ. Thấy không? Hơn một gang của mình nè. Bù như một cái thau. Thấy không? Spicy? Yeah, it's spicy. You want some? Yes, please. I want to dip my chicken in it. Okay. Này, chủ yếu là cái mắm này. Cái mắm này nó ngon quá, làm cái tô bún nướng mà nó ngon. It's not that spicy. It's like... Reagan, you want some fish sauce? It's not spicy at all. It's sweet. You want some fish sauce? Yeah. You eat rice? Yeah. I'm eating rice too. Em, là ăn luôn em ơi. So you want some more chicken, Reagan? Hmm? You want some more chicken? Or shrimp? Chicken. I want shrimp. Huh? Chicken. Okay. Thanks. You're welcome. Em, ngồi ngồi đây nè, ngồi đó hả? Okay. Mình cái nước mắm này quan trọng lắm mấy anh. Thường bún tôm thịt nướng là phải nước mắm cho nó ngon, rau cho nhiều là nó ngon thôi. Đậu gì nữa? Không, 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 không. Mình thích ăn rau lắm, nhưng cái tô bún mình toàn là rau với bún nhiều nè, rau không à. Rổ rau. Cảm ơn mọi người. Bún tôm nướng. Bún tôm gà nướng, nó phải thịt nướng mà thịt gà. Nó là bự không nhau. Don't eat the... Cái nhỏ. You want more shrimp or anything? You want more shrimp? No? Yeah. Đủ đồ rau ha. Rớt có. Cải có. Hơi quế có. Can I get shrimp, Daddy? Makes it breezy. Tôm này nè, ướp xíu mật ong. Nó ăn nó ngọt ngọt ngọt, đỏ. Nướng lên. Nó nào làm tôm nướng bờ. You want some more chicken, Reagan? More chicken? Yes, chicken. Phải uống được nước không?
rau nhiều, mắm nhiều, ngon. Just like soak the whole piece of shrimp in there. Được cái chén rồi, chén luôn khỏi chảy. Được chén rồi. Thank you. It's called being good at it, mommy. No. Mhm. No, my son, I'm doing that. Thank you. Thank you. I'm too busy eating it. Thì nó đủ vừa ăn rồi, mình chấm thêm mắm. Cay. Cay cay cay. Okay. What are you talking about? It's not spicy at all. Some chicken is also so much squirted into my eye. Hmm? Some chicken sauce just squirted in my eye. Chicken sauce. Watch the face. Wash your face and hold your hand right. Wash your hand first and hold your face. Mm, and some cucumber. Tô này là tô tô máy bay hay là xe lửa hả? Đưa cái chén, đưa chén mình dành vô đo. Tô bình thường là one quart, tô nhỏ là half, tô one three, two, four. Ngon. Tô đó là 2 quart. Lớp mình ướp mình ướp vào chiều nên nó thấm. No, Reagan. Over there. There? Mm-hmm. The red one. I think I've got ghost pepper now. Nó cay tàn nhẫn vô nhân đạo. Không dám ăn. Nhầm mắm rồi thôi chứ không dám ăn đâu. Cay lắm. If that were to spill, it would be tragic. Can I mention it in the video? Rất no. Ngon. Huh? No. Mình tự nướng. Can they hear us? Yes. No. Will they be confused? Có bỏ nhiều tôm quá, bỏ nhiều thịt quá. No. Are you sure? Yes. Cầm không có được. Nhiều 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 tôm quá. Ném another shrimp. I opened it. I took it out without breaking the shell.
Okay. Tô mình ăn cũng gần hết rồi. Ok, bye mọi người nha.